là Toyota DHZ nha anh em. Đó, một cuộc trình này mình giao về Sài Gòn anh em ơi. Giao về Sài Gòn. Đó là anh em mình tiến hành để giao. Bữa nay là 20 Tết nha anh em. Tranh thủ mình còn chuyến này thêm một chuyến nữa anh em, thêm một chuyến nữa là mình dứt điểm để anh em cùng ăn Tết thôi. Tại chuyến sau là bên mình giao tới 4-5 chiếc vỏ máy ầm luôn nha anh em, 4-5 chiếc.